Bình thường thì tôi không chia sẻ mấy cái này đâu. Nhưng mà tôi sẽ làm video này để tôi có thể giải quyết hết tất cả mọi chuyện nhá. Các bạn tin không? Có những người coi cái lời nói của tôi giống như là một điếu thuốc sau cái ngày tập gym căng thẳng ấy. Có những cái người mà coi lời nói của tôi giống như là câu anh yêu em từ một cái thằng bắc phoi trong một cái mối quan hệ mập mờ ấy. Thậm chí là có những người coi cái lời nói của tôi giống như là cái lần đánh giò nước mà sau 2 tuần các bạn tích tụ lại ở trong cái bàng quang đấy ấy. Đấy, có những người trên mạng như thế thật mà. Không có một cái cảm giác gì sướng hơn khi mà được chê trên mạng rất là nhiều, nhưng mà ở ngoài đời cũng được quý không kém ấy. Cho nên là tôi cám lợn các bạn vì cái tình cảm này. Có thể vì cái tình cảm này nó giống như là giái của bạn bé, nhưng mà tim của người ấy bạn to vậy. Các bạn thấy tôi tẩy não các bạn nhanh không? Đấy, Internet nó là một cái nơi mà nó tẩy não rất là nhanh. Là một người làm video trên mạng rất là cá tính, lại còn funny nữa. Tôi funny vậy luôn, các bạn từ đâu ra vậy? Từ trên trời rơi xuống ư? Mục tiêu của tôi luôn luôn là làm cho các bạn cảm thấy vui vẻ với cái sự xem mặt của chúng ta ngày hôm nay. Tất nhiên là không phải cái cuộc xem mặt nào cũng dẫn đến hôn nhân rồi. Để cho rất là dễ hiểu. Và cái việc đấy là lỗi của các bạn. Để cho các bạn đang xem một cái con robot nào đang ngồi nói chuyện ở đây luôn mà. Con robot đấy bây giờ chắc là đang làm gì đấy, chắc là đang làm tình với tay phải của mình thì sao, chắc là lại tìm được cái câu chuyện rối đất hỗn ở đâu để nói về ấy. Con chó này cũng là green screen đấy, con chó này cũng là màn hình xanh đấy, con chó nhà ai có phải chó của nó đấy. Tôi ước gì nó không phải là chó của tôi. Ăn rồi đến uống nhật cứt rồi đi rào á. Sao mày không đi làm đi tao mày ru ru ở nhà rồi. Lo cho chó của tôi đã là một bổn phận, và đến bây giờ tôi phải lo cho người xem của tôi nữa. Bởi vì tôi vừa nhận ra một cái tệp người xem mới mang tên là 12C này, 11D, xong rồi 10A, 9B, 8E, 7F. Đấy, các bạn đang làm gì ở đây vậy? Học đi. Sắp thi rồi đúng không? Làm đề cương đi. Sao lại mù tê tiết học chỉ để xem một cái gì đấy khác giống như là anh chị hay làm bàn ghế vậy? Hay là do tôi là một người funny? Các bạn không biết là tôi funny, các bạn từ đâu vậy? Trên trời rơi xuống. Có một tệp người xem như thế đồng nghĩa với việc là như thế nào? Sự nghiệp của tôi sẽ kết thúc sớm ở trên YouTube này thôi. Bởi vì nhất là cái thời buổi bây giờ đi đâu cũng phải xin lỗi trên mạng ấy. Tôi sẽ cho các bạn xem cái tiêu chuẩn người xem của tôi là như thế nào nhé. Đây là cái độ tuổi người xem của tôi này. Thì tôi cái mục tiêu chính ấy là tôi luôn luôn là hướng đến độ tuổi này, bởi vì qua tuổi 18 là họ bắt đầu chín chắn hơn rồi, những cái gì mà họ phát ngôn ở trên mạng cũng có thể là đã được chắt lọc suy nghĩ cẩn thận rồi. Và tôi tránh cái độ tuổi này ra bởi vì là cái thật sự để mà nói thì tôi không phù hợp với những cái người như thế. Còn độ tuổi này thì đấy, chắc là họ đang xem là tôi làm được bao nhiêu tiền để họ làm theo mà. Thật ra thì tôi cũng không có vấn đề gì mà với mấy cái bạn trẻ mà thích xem tôi, cả mấy cái bạn khăn đỏ hột cute hột me ấy, tôi hay gọi như thế. Khăn đỏ ơi! Nhưng mà hãy xin phép bố mẹ các bạn trước khi mà các bạn xem một cái gì đó mất dạy và họ được nghe cùng nhé. Tôi nghĩ rằng là cái việc thu thập được người xem trẻ tuổi nó giống như là con dao hai lưỡi vậy. Chưa? Các bạn hô hào những cái gì mà tôi làm, ô anh này làm content hay quá. Nhưng mà các bạn cũng không cho người khác có được một cái định kiến xấu về tôi. Được không? Biết giống ai không? Tôi là đen hồng trong cột sống của bạn. Trong cái đen của bạn thì có một chút hồng của tôi. Để cho các bạn hiểu rõ hơn về cái hành vi của cái sở thú này ấy, thì tôi đã test người xem của tôi bằng một cái cách mà tôi luôn luôn dùng. Đó chính là ghim tất cả những cái comment không tốt về tôi. Tôi ghim vào không có ý theo cái kiểu là ô bố cái thằng comment đần độ này mày có thích lệch ở đây không? Mà tôi ghim vào để có thể cố bình luận một cách nhã nhặn nhất có thể. Derrick Đào viết từ 6 ngày trước đây, canh rõ tào lao nỗi nhục của quốc gia mà vẫn đi được. Thật ra thì tôi không biết là bạn comment này bạn ấy đang nói bạn nữ đi tàu hay là đang nói tôi, cho nên là tôi cứ lúc đấy là tôi vừa chơi thuốc lắc xong, cho nên tôi cứ vén vào là nói cho tôi. Comment của tôi rất là dài giống như là một lời tâm sự của gái cấp 3 phổ thông vậy. Nhân ngày 20 tháng 11 đã qua, tôi sẽ cho các bạn một bài học đầu tiên, đó là đừng bao giờ chơi đồ và thú nhận ở trên mạng nhé. Từ đấy đến giờ không có cái comment nào chửi lại à? Thế thì không đúng. Thế thì không đúng với kịch bản tôi rồi. Các bạn bị làm sao phải chửi cái thằng cái gì đấy? Bạn hiểu tại sao nhìn từ trên xuống dưới comment đều giống nhau không? Tất cả đều là robot mà bạn. Bạn Derek đào nhé, tất cả là mọi người đều là robot ở đây hết. Không có gì là thực tế cả, bạn đang sống trong vũ trụ.
cái giọng của tôi còn không phải là giọng người bình thường, giọng tôi là giọng siêu bối. Ôi mẹ chết rồi, thế đây bị quê rồi. Thật ra nói thế thôi, không quê đâu. Nếu mà không có ai nói lại cái người mà có vấn đề với tôi ấy, thì tôi đã làm rất là đúng. Nói tục nói bậy quá nên ngừng ngay việc nói những từ không văn minh. Được chưa? Và tôi đã comment ở phía dưới là gì, thông tư này còn phải qua vợ cháu xét duyệt nữa. Cảm ơn bác đã xem video. Thật ra thì những cái comment này này, tôi cố gắng tôi tìm ra được cái sự hài hước ở trong đấy ấy. Bây giờ là cứ thử hình dung cái việc ngừng nói bậy nó sẽ như thế nào nhá. Uầy, em đẹp như là thiên sơn suối ngà. Ôi em nồm như là nước sông Đà vậy. Ôi trời ơi, vỡ đê. Vỡ đê. Vỡ đê. Ngay cái comment ở dưới đây: không coi được thì cút. Các bạn nghĩ rằng là tôi là người ghê gớm hay không? Không coi được thì cút. Được chưa, Nguyễn Hiếu Thanh ở đây nhá. Xong rồi có người nhắc luôn Nguyễn Hiếu Thanh ấy. Không nghe được thì cút, mắc gì chửi người ta. Người ta bảo tôi ghê gớm đâu, có ghê gớm gì đâu. Lập video của Tèo Quán thì Thành như thế này đây. Người ta góp ý một cách lịch sự mà không lịch sự lại nổi nữa cơ à cháu. Khiếp, dễ thế thôi. Đánh liên tục và đít hiếu luôn, thề dở hơi. Hãy cho chúng ta một tràng pháo tay, bởi vì chúng ta là những con người được dạy dỗ rất là tốt. Cuối video rồi thì tôi xin phép được tổng kết nhá, bởi vì con này nó bị dở hơi rồi. Tôi tin rằng là Việt Nam là một đất nước vì dân, tự do ngôn luận. Cho nên tôi luôn luôn muốn tất cả những cái người nào đã từng xem video của tôi đều có một cái định kiến riêng của chính mình. Cái này chỉ là một bài học mà tôi rút ra thôi. Đấy là khi mà muốn một cái sự vật sự việc nào đấy được trở nên thấu hiểu, thì hãy đưa nó ra được đánh giá bởi rất nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Nó giống như là kiểu chấp nhận có những người không cùng quan điểm ấy. Bởi vì không có việc gì sai với cái việc đấy cả, trừ cái việc là người ta sai phải cái lên ra bố mấy cái ông đần độn. Các bạn biết đần độn chỗ nào không? Đây nhá, tôi chỉ đó. Đây có một cái comment biết là làm mất lòng Tèo và fan Tèo. Biết làm mất lòng thế thì tại sao lại comment? Vẫn phải comment cho bằng được, cứ vẫn phải nói cho bằng được chứ, nó hết bức xúc rồi. Thì bây giờ ông muốn tôi như thế nào? Rớt nước mắt vỡ bồn cầu như Trần Thành hay như thế nào? Thật ra nếu lần sau mà có cái gì phàn nàn thì viết ngắn gọn thôi, hay là gửi cho tôi tranh đi, tôi thích đọc truyện tranh, hiểu chưa? Bởi vì là đọc hiểu làm tôi buồn ngủ. Tôi không bao giờ muốn trở thành một cái người lúc nào cũng đúng hết hoàn toàn cả. Bởi vì có một người cảnh sát trưởng trong Red Dead Redemption 2 đã nói với tôi rằng: "We don't hire a saint to catch a sinner." Now, I'm not a fellow to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. Dịch nôm na cho dễ hiểu thôi nhá. Không ai thuê một tu sĩ để bắt thằng ship cả. Thế nhá.